đòn trả thù của những trai làng tuổi Tin bị tụt quần. Trong xã Thanh Hải, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Đỗ Hải Hải và Trần Quảng Quảng, cùng 17 tuổi, có một điểm chung không thích học nên chơi với nhau rất thân. Bố Hải là công an viên, tính tình ngay thẳng nhưng nhiều lúc vẫn tỏ ra bất lực trước cậu con trai ngỗ ngược. Còn Quảng do thiếu sự giáo dục của người cha vì bố mẹ ly hôn nên luôn bướng bỉnh. Một ngày cuối tháng 6, Hải và Quảng được anh Nguyễn Tường Tường, 38 tuổi, là hàng xóm rủ đi uống rượu ốc. Cả ba chén thù, chén tạc xem ra rất tâm đầu ý hợp. Trong lúc uống rượu, anh Tường có những lời nói cử chỉ rất thân thiện với hai bạn nhậu nhí. Trong sâu thẳm cõi lòng, người đàn ông mắc bệnh đồng tính này rất muốn có mối liên hệ tình cảm với cả Hải và Quảng. Nghĩ sao làm vậy, vào một đêm thanh vắng, người đàn ông đồng tính đã chủ động đưa hai cậu nhóc ra cánh đồng làng vắng vẻ và thực hiện hành vi sinh hoạt cùng giới. Sau cái đêm động trời đó, Hải và Quảng cảm thấy mình bị làm nhục nên đã bàn nhau đánh trả thù anh Tường. Chúng chuẩn bị hai đoạn sắt to, dài khoảng 20cm, một đầu mài sắt nhọn, tìm cơ hội ra tay. Chẳng phải chờ lâu, tối ngày 6 tháng 7 trong lúc Hải đang ăn cơm ở nhà Quảng thì anh Tường gọi điện rủ cả hai đi uống rượu ốc. Nhớ lại lần bị lạm dụng trước đó, uất ức trong người Hải và Quảng lại nổi lên. Chớp lấy cơ hội, cả hai đồng ý ngay. Điểm hẹn là đầu cầu Thống Nhất, huyện Sóc Sơn. Cả hai mang theo một thanh sắt đã chuẩn bị làm vũ khí phòng thân. Đêm khuya thanh vắng, trên cầu Thống Nhất càng vắng vẻ. Vừa trông thấy anh Tường đi đến đầu cầu, Quảng giả vờ buồn đi vệ sinh, đi xe máy đèo Hải tiến về con đê gần đó. Anh Tường đi theo khoảng 500m, tất cả dừng lại. Quảng xuống dốc đi vệ sinh, còn Hải sang ngồi sau xe máy của anh Tường. Vài phút trôi qua, Tường quay người lại cởi khóa quần của Hải, nhưng bị gạt tay ra. Hải giọng bực tức, hôm nay chú đi mà lột quần thằng Quảng. Vừa lúc đó thấy Quảng đứng cạnh mình, anh Tường quay sang giở trò âu yếm. Rất mau lẹ, Hải rút thanh sắt giấu trong người ra, làm một nhát chí mạng vào người anh Tường. Quảng thừa cơ tấn công xối xả vào lưng kẻ vừa sờ mó mình. Nạn nhân vừa chạy vừa hô, thì bị Quảng và Hải đuổi theo, quật ngã. Hai thanh niên ghì cổ, giữ chân không cho anh Tường chạy. Sau đó, Quảng có đưa gạch cho Hải để đập vào đầu anh Tường. Thấy hai thanh niên không đập nữa, anh Tường vùng dậy chạy ra phía gần sông Cà Lồ. Thấy vậy, Hải và Quảng lại chạy theo, lại lấy gạch tấn công anh Tường, rồi ném anh xuống sông Cà Lồ làm anh này thăng thiên. Sau khi hãm hại anh Tường, Hải và Quảng đã lấy điện thoại, xe máy tổng trị giá hơn 36 triệu đồng. Gia đình bị hại hoàn toàn không tin chuyện anh Tường là người đồng tính vì đã có vợ và hai con. Chiều ngày 6 tháng 3 năm sau, hai bị cáo Đỗ Hải và Trần Quảng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hai tội, tước đoạt sinh mệnh người khác và chiếm đoạt tài sản. Đứng cạnh vành móng ngựa, hai bị cáo không có vẻ lo lắng hay sợ sệt. Đau xót hơn cả, trong phiên tòa này có lẽ là chị Ca, vợ nạn nhân. Khi hai bị cáo quay xuống xin gia đình bị hại tha tội, người đàn bà hóa chồng mắt ngấn lệ khi đâm chú, các cháu có biết con chú sở thế nào không? Cả phòng xét xử im lặng trước câu hỏi này. Cuối cùng, hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 17 năm tù cùng về tội danh của mình. Khi hai bị cáo tuổi Tin bị công an dẫn ra khỏi công đường, những tiếng khóc bỗng vỡ òa. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.